Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Hải Đăng. Hôm nay mình xin mời các bạn cùng theo dõi ở đây. Nó có một cái chợ tự phát nè các bạn, giống như là người ta đi bán vô rồi người ta xe đem lên đây người ta bán luôn. Có rất là nhiều hải sản tươi sống. Hôm nay thì các bạn cùng theo dõi nha. Cái này mình đặt lú hay gì anh? Lú. Không? Lú. Gì nữa? Không sao nữa. Rớt rồi. Mà. Tôm, tôm có tôm không? Tôm có tôm nhiều kìa. Bà chủ đó kìa. Bà chủ nó lá kìa. Mực lên, mực lên, mực lên, mực lên. Chồng đây. Vô. Bút cái luôn, bút cái luôn. Mẹ luôn. Ô, tôm. Có nhanh không? Đây là mực tươi sống luôn nè các bạn. Lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên luôn. Dính ha. Đây, 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 đây,
nó phun mực ra, nó phun nước. Bẻ thùng ốp đi, bẻ thùng ốp đi. Để chú vào rồi, nó mua thùng khác này nè. Còn bên này là rẻ. Ừ, nó dính như lắm ngàn ha. Lại, nó còn ăn hết luôn đi. Rồi mưa ơi, mưa ơi. Anh ơi, thấy cái sọt cho anh đó kìa. Rồi cái sọt luôn. Quá lội. Mình bỏ chanh lên kia anh. Rồi đi. Cho nó đừng ngồi rồi. Rồi chạy chanh lên cho nó đừng có bám lên đó các bạn. Mở nha, cố lên nha. Các bạn thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.